Chiến thần ở rễ, Dương Thanh, Tần Thanh Tâm, chương 2064-2065. Nghe được tên cường giả Cửu Châu kia chất vấn, Đỗ Trọng sắc mặt hết sức khó coi. Bởi vì cuộc luận võ thực sự bắt đầu đã lâu, thế nhưng là Dương Thanh chậm chạp chưa thấy xuất hiện, người khác suy đoán lung tung cũng là chuyện bình thường. Đúng vậy à, Đỗ lão không phải mới vừa còn khoe khoang cái người trẻ tuổi gọi là Dương Thanh kia rất mạnh, thực lực còn cao hơn Đỗ lão hay sao? Vì sao hiện tại còn chưa xuất hiện như vậy chứ? Đỗ lão, Dương Thanh sẽ không phải là có cái bối cảnh gia tộc cổ võ cường đại gì à? Cho nên ngươi mới cố ý thổi phồng hắn, đúng không? Trong lúc nhất thời, cường giả Cửu Châu liên tục mở miệng chất vấn đối với Đỗ Trọng. Bên trong đám người, Đinh Minh Trác cũng ở trong đó. Hắn mặt mũi tràn đầy đều là ý cười. Hắn muốn chính là kết quả này. Đỗ Trọng không phải đã nói Dương Thanh có thực lực rất mạnh hay sao? Vậy liền để cường giả võ đạo Cửu Châu đến phát ra chất vấn. Tất cả câm miệng cho ta. Đỗ Trọng tức giận hét lớn một tiếng, nổi giận đùng đùng nói ra. Hiện tại là thời khắc quan trọng nhất của cuộc luận võ. Ai còn dám nói nhả một câu, đừng trách ta Đỗ Trọng không khách khí. Nói xong ông ta nhìn về phía Thái Chính Dương, trầm giọng nói ra. Thái Chính Dương, trận luận võ tiếp theo, ngươi lên khiêu chiến, thấy như thế nào? Thái Chính Dương là cường giả của Thái gia, một trong tam đại thế gia phía Tây, Cửu Châu, là cường giả siêu phàm thất cảnh sơ kỳ, hàng thật, giá thật. Bây giờ, bên phía cường giả Cửu Châu, cường giả có được thực lực siêu phàm thất cảnh cũng không có bao nhiêu người. Ngoài trừ Đỗ Trọng có thực lực siêu phàm bát cảnh hậu kỳ ra, còn có hai cường giả siêu phàm bát cảnh sơ kỳ. Sau đó, chính là Thái Chính Dương cùng hai cường giả siêu phàm thất cảnh khác. Tuy nhiên, Thái Chính Dương chỉ có thực lực siêu phàm thất cảnh sơ kỳ, hai gã cường giả khác đều là thực lực siêu phàm thất cảnh đỉnh phong. Mà cường giả võ đạo đảo quốc hiện tại đang trấn thủ lôi đài, chỉ có cảnh giới siêu phàm lục cảnh hậu kỳ. Cửu Châu nếu quả thực phái ra cường giả siêu phàm thất cảnh đỉnh phong, hoàn toàn chính xác là không thích hợp. Nếu không phải cường giả siêu phàm lục cảnh đỉnh phong đều không địch lại tên cường giả siêu phàm lục cảnh hậu kỳ đảo quốc kia, Đỗ Trọng cũng sẽ không chịu đựng khuất nhục, muốn để cho Thái Chính Dương siêu phàm thất cảnh sơ kỳ ra tay. Thái Chính Dương sắc mặt có chút khó coi, lạnh giọng nói, Đỗ lão, ông không phải là quá xem thường ta rồi sao? Một cường giả siêu phàm lục cảnh hậu kỳ có tư cách gì để ta ra hai tay ra tay chứ? Ông ta có lòng tự trọng của mình, ông ta biết thực lực cường giả võ đạo đảo quốc đang trấn thủ lôi đài rất mạnh, nhưng ông ta dù sao cũng là cường giả Thái gia, một trong tam đại thế gia phía Tây. Thực sự để cho ông ta ra tay, coi như có đánh bại đối phương cũng không có bất kỳ cái chiến thắng vui sướng gì à. Ông ta lấy thực lực siêu phàm thất cảnh sơ kỳ đánh bại một cường giả võ đạo siêu phàm lục cảnh hậu kỳ của đạo quốc, có cái gì tốt đáng để kiêu ngạo chứ? Đỗ Trọng trầm giọng nói ra, không phải là ta xem thường ông, mà là bên phía Cửu Châu chúng ta cường giả có thực lực trên siêu phàm thất cảnh sơ kỳ cũng không có mấy người. Chúng ta không thể để cường giả siêu phàm thất cảnh đỉnh phong đi khiêu chiến với cường giả siêu phàm lục cảnh hậu kỳ của đảo quốc ca. Sau khi nghe Đỗ Trọng nói xong, Thái Chính Dương ánh mắt quét qua các cường giả võ đạo Cửu Châu, lúc này mới ý thức được cường giả siêu phàm thất cảnh cùng cường giả siêu phàm bát cảnh cũng không có mấy người, mà bên trong những người này cảnh giới của ông ta là thấp nhất, cũng chỉ có ông ta ra tay là thích hợp nhất. Cường giả có thực lực dưới siêu phàm thất cảnh toàn bộ đều thua ở trong tay cường giả võ đạo đảo quốc đang trấn thủ lôi đài kia. Nhưng vì thân là cường giả đỉnh cao của đại gia tộc, ông ta là kiêu ngạo, thực sự sẽ không có cách nào tha thứ mình lấy thực lực siêu phàm thất cảnh đến cùng cường giả võ đạo có thực lực
siêu phàm lục cảnh hậu kỳ đạo quốc giao thủ. Thế nhưng là ông ta không xuất thủ thì có ai có thể ra tay được đây? Cuối cùng, Thái Chính Dương hạ quyết tâm, nghiến răng nghiến lợi nói ra: "Đỗ lão, coi như là ta cho ông một bộ mặt, hy vọng ông đừng để cho ta thất vọng." Đỗ lão tự nhiên rõ ràng ý tứ của Thái Chính Dương. Bên trong cường giả Cửu Châu, trước mắt thực lực mạnh nhất là Đỗ Trọng, mà vừa rồi cường giả võ đạo bên phía Cửu Châu đều đang cãi lộn với nhau, đều muốn trở thành minh chủ võ minh. Cuối cùng, các cường giả võ đạo bên phía Cửu Châu nhất trí quyết định, ai hôm nay có thể vì Cửu Châu lập được công lớn, công lao lớn nhất, liền người đó sẽ tới đảm nhiệm vị trí minh chủ võ minh. Đỗ lão là người có hy vọng lớn nhất có thể trở thành minh chủ võ minh. Thái Chính Dương tự biết thực lực của mình không đủ, muốn tranh đoạt vị trí minh chủ võ minh. Coi như không có Đỗ Trọng tại đây, thì vẫn còn có mấy cường giả võ đạo thực lực đều vượt xa ông ta, đã không thể trở thành võ minh chi chủ, liền phải làm cho hành động của mình có giá trị. Đỗ Trọng vẻ mặt thành thật nói ra: "Ta có thể cam đoan với ông, hôm nay cường giả võ đạo Cửu Châu, phàm là vì Cửu Châu mà chiến một trận, ta đều sẽ không bạc đãi đâu." Có câu nói này của ông, vậy là đủ rồi. Thái Chính Dương thật sâu nhìn Đỗ Trọng một chút, lập tức cất bước đi đến lôi đài. Cường giả võ đạo đạo quốc đang trấn thủ lôi đài, nhìn xem Thái Chính Dương, cười lạnh một tiếng: "Cửu Châu cuối cùng cũng phái ra cường giả siêu phàm thất cảnh rồi hay sao? Chẳng qua cũng không quan trọng, cường giả võ đạo đạo quốc chúng ta đều là rất rộng lượng, sẽ không đi cùng các ngươi so đo một chút chuyện nhỏ này. Chỉ là một cường giả siêu phàm thất cảnh sơ kỳ mà thôi, tại trước mặt cường giả võ đạo đạo quốc vẫn như cũ chỉ là một tên phế vật." Thái Chính Dương lập tức nổi giận, thân là cường giả võ đạo đỉnh tiêm của tam đại thế gia phía Tây Cửu Châu, đã khi nào nhận qua sự vũ nhục như thế này bao giờ đâu? Người muốn chết. Ông ta trong lòng tràn đầy giận dữ, dưới chân khẽ động, vọt thẳng hướng đối phương giết tới. Cường giả võ đạo đạo quốc đang trấn thủ lôi đài, ngoài miệng mặc dù nói cường giả Cửu Châu là rác rưởi, nhưng là tại thời điểm nghênh chiến với Thái Chính Dương, trong mắt lại không có chút nào xem thường. Hắn có thể lấy cảnh giới siêu phàm lục cảnh hậu kỳ đã đánh bại cường giả Cửu Châu, có thực lực dưới siêu phàm thất cảnh đã là phi thường không tầm thường rồi. Lần này muốn đối phó, thế nhưng là cường giả siêu phàm thất cảnh sơ kỳ, hàng thật giá thật, hắn thật đúng là không có sự nắm chắc. Mặc dù không có nắm chắc, hắn cũng phải dốc toàn lực một trận chiến, muốn để cho cường giả võ đạo Cửu Châu mất hết thể diện. Âm, âm, âm. Trong một giây tiếp theo, cả hai đều lao vào đánh nhau kịch liệt. Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều mở to hai mắt nhìn, một mặt khiếp sợ nhìn xem trận chiến nổ ra ở trên lôi đài. Đây quả thực là một trận thịnh yến thị giác. Hai người đều không có bất kỳ cái chiêu thức hoa mỹ gì, đều là sạch sẽ lưu loát, toàn chiêu thức giết người, đơn giản mà đầy bạo lực. Thái Chính Dương vốn dĩ trong lòng đối với cường giả đạo quốc trấn thủ lôi đài còn chẳng thèm ngó ngàng tới, nhưng cho đến giờ phút này, ông ta mới ý thức được thực lực cường đại của đối phương. Vốn dĩ, thời điểm giao chiến vừa rồi, đối phương cũng không có bộc phát ra toàn lực. Nếu không phải như vậy, đối phương lấy cảnh giới siêu phàm lục cảnh hậu kỳ, vì sao có thể bộc phát ra sức chiến đấu có thể so sánh với siêu phàm thất cảnh sơ kỳ được như vậy chứ? Cuộc chiến càng tiếp tục kéo dài, sự khiếp sợ trong lòng Thái Chính Dương càng thêm nồng đậm. Dần dần, ông ta có chút lực bất tòng tâm. Sức chiến đấu của đối phương quá mạnh, căn bản cũng không phải là sức chiến đấu mà một cường giả siêu phàm lục cảnh hậu kỳ có thể bộc phát ra được. Uân! Sau một lúc ra đòn chí mạng nữa,
Hai người liền tách nhau ra, đứng tại hai bên, đều là thở hồng hộc. Trận đại chiến vừa rồi, đối với hai người mà nói, mức tiêu hao đều cực lớn. Cường giả võ đạo đảo quốc trấn thủ lôi đài, trong mắt cũng đầy là vẻ ngưng trọng. Thái Chính Dược lực không còn đủ, hắn cũng không dễ chịu chút nào. Thái Chính Dược hai mắt nhìn chằm chằm đối phương, nghiến răng nghiến lợi nói ra: thực lực của ngươi tuyệt đối không phải chỉ có siêu phàm lục cảnh hậu kỳ. Đối phương lập tức giật mình, nhưng là rất nhanh hắn liền khôi phục sự tỉnh táo, cười nhạo một tiếng: thế nào, nếu không có khả năng nhận thua, liền đổ thừa rằng thực lực của ta là cao hơn siêu phàm lục cảnh hậu kỳ hay sao? Thái Chính Dương lạnh lùng nói: cường giả siêu phàm lục cảnh hậu kỳ tuyệt đối không có khả năng bộc phát ra thực lực siêu phàm thất cảnh sơ kỳ. Ta từ trên người của ngươi cảm nhận có một cổ khí tức võ đạo rất cường đại. Cổ khí tức này tuyệt đối không phải là khí tức siêu phàm lục cảnh hậu kỳ, mà là khí tức của một cường giả siêu phàm thất cảnh trung kỳ. Ngay khi những lời này nói ra, đã có một trận náo loạn trong toàn trường. Hết. Dương Thành vẫn chưa xuất hiện.